Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của Evodev. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về CS Selector và Combinator. Vậy CS Selector là gì, và Combinator là gì, và làm sao để master nó thì trong video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ tạo HTML cơ bản như sau ha. Rồi, mình có HTML như sau, rồi mình có thẻ H2 và là tiêu đề này, title này, class div là demo, ruler là list li1 2 3 4 5, list 2 thẻ p li. Đó, thì lúc này vẫn chưa có gì cả, chỉ là những UI cơ bản thôi. Vậy selector là gì? Selector là bộ chọn, có nghĩa là các bạn chọn tới bộ những cái thẻ này, như là thẻ H2 hay là class hay là ID chẳng hạn. Giả sử bây giờ mình muốn select cho cái thẻ H2 này thì các bạn có thể code là H2 color red chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ có chữ màu đỏ, đúng không? Đó, mình cho chữ to lên, font size cỡ 50 đi. Đó, tức là bộ lúc này thì các bạn chọn theo thẻ, tức là thẻ H2. Bây giờ các bạn muốn chọn theo class thì sao? Thì H2 này nó có thẻ class là title, đúng không? Thì để chọn class thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng dấu chấm ha, chấm title. Color blue, font size 4 rem, thì lúc này nó sẽ là màu xanh và cỡ chữ là 40 pixel. Đó, đây là những cái selector cơ bản thôi, thì cái này chắc mình nghĩ chắc nhiều bạn cũng biết rồi. Thì mình sẽ dạy những thứ nâng cao hơn. Giả sử bây giờ á, các bạn muốn chọn tới class demo này nhưng mà các bạn không muốn chọn trực tiếp, đó là như thế này. Đó, color red chẳng hạn đi. Như vậy thì đơn giản quá, đúng không? Bây giờ giả sử trong một số trường hợp nào đó, bạn chỉ muốn là những cái class nào demo nằm liền kề thẻ title thì mới có chữ màu đỏ mà thôi. Đó. Chứ nếu mà nó nằm ở đây này, nếu nó nằm ở dưới này thì bạn không muốn nó cho nó màu đỏ. Thì chúng ta sẽ code như thế này. Ok. Thì các bạn sẽ code bằng combinator là dấu cộng ha, chấm title cộng chấm demo. Đó, thì bây giờ mình đưa cái demo lên lại ở đây đi. Đó, mình để vô là color red. Thì lúc này cái class demo này nó sẽ là màu đỏ. Vậy dấu cộng ở đây nghĩa là gì? Dấu cộng cũng nghĩa là nằm liền kề. Nó tức là title này và demo nó nằm kề nhau. Và mình sẽ dùng dấu cộng. Nhưng mà nếu các bạn nằm xa như thế này, nó nằm như này, thì lúc này liền kề của title là thẻ list chứ không phải demo, thì lúc này demo sẽ không có chữ màu gì cả ha, không có chữ màu đỏ. Vậy mình muốn từ đây mà trỏ đến thẻ demo ở đây được không? Được, mình sẽ dùng dấu ngã ha. Dấu ngã có nghĩa là nằm cùng cấp, nhưng mà không nhất thiết phải là liền kề, nhưng mà phải cùng cấp nha. Có nghĩa là class title này và class demo này nằm cùng cấp với nhau này, thấy không? Nhưng mà không liền kề thì chúng ta sẽ dùng dấu ngã. Rồi, còn một trường hợp nữa là bây giờ là đến cái list đi ha. Thì bây giờ muốn trỏ trực tiếp đến con. Giả sử bên trong cái li này nó có một cái ul li số 1, mình để là số 1 đi ha. À, số 1 này. Thì nếu các bạn code, nếu các bạn code là chấm list li color orange đi, là chữ màu cam đúng không? Thì toàn bộ thẻ li nằm bên trong này đều là chữ màu cam hết, 1 số 1 2 3 4 5.
nhưng mà mình không muốn cái những cái lợi ích nằm bên trong này, ở bên trong cái UL này, mà mình chỉ muốn những cái lợi ích đầu tiên thôi, tức là con trực tiếp của thẻ của class list này thôi, như là lợi ích này, lợi ích này, lợi ích này, tức là 1, 2, 3, 4, 5 mà thôi. Thì chúng ta sẽ dùng dấu mũi tên ha, mũi tên này có nghĩa là class list à, trỏ trực tiếp đến những cái thẻ này, những cái thẻ lợi ích này. Đó, tức là lúc này màu cam sẽ xuất hiện ở 1, 2, 3, 4, 5. Vậy tại sao cái này cũng có màu cam? Đơn giản bởi vì á, thì cái thằng này nó nằm bên trong thì nó sẽ bị kế thừa. Nhưng khi các bạn check code á, này, các bạn sẽ thấy là element trong style nó không hề có, nó chỉ kế thừa từ thằng cha của nó là lời này thôi, hiểu không? À, lời này trực tiếp thằng này bị ảnh hưởng thôi, hiểu chưa? Chứ trong class nó không hề bị ảnh hưởng này, thấy không có nằm ở đây, chỉ đây có vậy thôi. List orange, ok chưa? Rồi, mình thấy nhiều bạn nói về các thứ như là child và thai, sự khác nhau giữa child và thai, hay là first child, nth child, nth thai thì nó khác nhau như thế nào. Thì mình sẽ giải thích một cái ví dụ như sau ha. Ví dụ ở đây các bạn sẽ có class list và li đúng không? Thì các bạn có thể code là list li orange, nhưng mà các bạn muốn chọn cái đầu tiên thôi thì các bạn có thể code là 2.first child. Đó, màu cam này mình cho chữ nó to ra một tí ha, mình cho font size 5 ra, tức là 50 pixel đi, thì cái số 4 nó sẽ to ra đúng không? Ok, dù bạn chọn muốn chọn cái cuối cùng thì các bạn sẽ chọn last try ha, thì lúc này số 5 nó sẽ bị ảnh hưởng. Giả sử các bạn muốn chọn cái số 2 thì các bạn sẽ dùng nth ha, nth gạch try truyền vào vị trí ha, bắt đầu từ 1 ha, mình sẽ để là số 2 là số 2, thì là chữ orange là số 2, ok chưa? Các bạn muốn chọn cái cuối là tức là số 4, giả sử thì các bạn có thể chọn là số 4 hoặc là nth last child. Và nth last child là sao, thì nó sẽ chạy ngược lại từ 5, 4, 3, 2, 1. Giả sử số 1 đó sẽ là vị trí 5 đó. Số 2 sẽ là vị trí 4, tức là nó chạy ngược lại so với nth child ha. Nth child sẽ là chạy là từ trên này xuống là 1, 2, 3, 4, 5. Còn nth last child nó sẽ chạy ngược lại 5, 4, 3, 2, 1. Thì nó đến ngược lại là số 2, đây sẽ là số 4. Còn nếu mà nth child á, số 4 á, thì sẽ vẫn phải truyền vào là số 4. Đó, đây. Rồi, vậy thai thì là như thế nào? Giả sử các bạn có, mình có một cái ví dụ list 2 đi ha. Nó có một thẻ B nằm bên trong, nhưng mà mình muốn start cho cái này, thẻ lấy này, thì nhiều bạn á sẽ code như thế này này. Nó không chạy. Nó kêu ủa, xem code cái lấy first child trong cái UL này mà cái chữ demo này nó không có to ra anh. Đó, nhiều người hỏi mình như vậy, và mình thấy hồi sáng cũng có một bạn đang trên group á, thì cũng hỏi như vậy. Thì mình nói với các bạn là bởi vì á, để mình giải thích cho, child á, tức là con của thằng này, mà trong thằng list 2 này child của nó, thẻ P cũng là child, tức là cũng là con của nó. Thì khi các bạn chọn first child thì thằng P này nó đã chiếm first child rồi, tức là vị trí này là first child này, thằng P nó đã chiếm rồi. Thì khi các bạn trỏ tới thẻ li này, các bạn gọi first child nó không hiểu, bởi vì first child là thẻ P nó đã chiếm rồi, hiểu chưa? Đó, thì lúc này các bạn phải chọn là nth child số 2 đi, mình nghĩ là số 2 đó thì là mới đúng được. Thì lúc này nó đang đứng ở vị trí số 2, tức là con của thằng này là nó đang đứng ở vị trí số 2 này, thằng này số 1 này. Thì khi các bạn chọn first child nó sẽ không hiểu ha. Các bạn chọn first child nó sẽ không hiểu đó. Nhưng mà giả sử đây có nhiều thẻ B thì sao? Các bạn không thể để nth child hai giống hay lại được, bạn đâu có biết nó ở vị trí số mấy đó đúng không? Các bạn chỉ muốn chọn cái đầu tiên trong cái đó mà thẻ lưu ý thôi. Thì lúc này có, thì chúng ta sẽ sử dụng thai ha, thai sẽ giải quyết trong trường hợp này. Vậy thai với child khác nhau như thế nào? Child á tức là con, tức là con giả sử trong UL này P cũng là child, P cũng là child, li cũng là child. Còn thai á là kiểu, à, kiểu này thẻ P này, mà một kiểu thẻ B là kiểu thẻ B, li
các bạn muốn chọn nó đúng vị trí đầu tiên đúng không, mà các bạn chọn phải chai, nó sẽ không hiểu, bởi vì nó sẽ hiểu là thằng thẻ P này. Thì các bạn có thể dùng first of time ha, thì lúc này nó sẽ giải quyết được vấn đề của bạn ha, nó sẽ ra kết quả như mong đợi luôn là chữ demo màu nâu và font size là 400 pixel. Đó, thì tương tự time thì nó kiểu thôi, last mình first of time mình sẽ có là last of time ha, lấy cái cuối cùng là chữ demo này. Đó, nó cũng có là nth last of time luôn, thì nó sẽ chạy ngược lại, số 1 sẽ là cái cuối ha. Số 2 sẽ là cái cuối là cái này, tương tự nó cũng có là nth of time luôn ha, một sẽ là cái đầu tiên tương tự với lại first of time, và hai là cái cùng, trong trường hợp này là chỉ có hai cái thì số 2 sẽ là cái cuối cùng. Ok, như vậy đó là sự khác nhau giữa child và time. Rồi đôi khi các bạn làm á, các bạn sẽ gặp rất là nhiều trường hợp khó. Giả sử khi các bạn sửa code của một ai đó, hay mà các bạn nhận một dự án của ai đó, thì nó có một cái deep là có style cursor là pointer đi, thì người ta muốn là bạn bạn chọn ra toàn bộ những cái thẻ deep có style là cursor là pointer chẳng hạn, và style cho nó là màu xanh xanh lá đi ha. Đó. Chẳng hạn. Thì làm sao mà các bạn làm được đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ dùng CSS selector. Phức tạp hơn một chút ha. Thì thẻ deep ha, đầu tiên là thẻ deep này. Các bạn điền vào dấu mặt vuông. Và truyền vào attribute đây là style. Dấu mũ này tức là bắt đầu. Ha. Còn cái dấu đô la là kết thúc. Còn dấu sao á, là có chứa. Thì ở đây đó là mình để bắt đầu là style là cursor pointer color green. Đây các bạn sẽ thấy chữ nó màu xanh rồi này, thấy không? Đó. Có nghĩa là mình sẽ chọn những thẻ div có style, có attribute là style này, là cursor và là pointer, bắt đầu này, bằng pointer ha. Giả sử các bạn không muốn lấy kết thúc đi ha, giả sử bây giờ mình muốn lấy kết thúc để thử xem có được hay không, vô đô la có nghĩa là kết thúc bằng pointer cũng được luôn nè, tức là trong cái style này kết thúc bằng chữ pointer đúng không, thì mình sẽ dùng dấu đô la tức là kết thúc bằng pointer. Còn dấu sao là chắc chắn hơn là nó sẽ có chứa là được rồi, không bắt buộc phải là ấy ha, có chứa dấu hai chấm thôi. Thì lúc này cái pointer, cursor pointer này là một cái chuỗi và nó có dấu hai chấm, nó có chứa dấu hai chấm này thì nó sẽ có chữ là màu xanh, ok chưa? Rồi đó, giả sử bạn các bạn muốn trong một form á, có rất là nhiều thẻ input như là test, password, email, rồi số điện thoại. Đó, thì các bạn muốn chọn theo những input là test thôi thì các bạn có thể làm tương tự ha, input này. Nhưng mà truyền vào attribute đây là time ha, bằng test. Đó, các bạn có thể là color red chẳng hạn. À, input mình thích chụp đây. Đó, chỗ này nó sẽ là chữ màu đỏ, chỗ này email bằng chữ màu đen bình thường như mặc định ha. Rồi. Đó, các bạn giả sử gặp một cái div có data title này chẳng hạn, thì mình muốn chọn toàn bộ những thẻ div có trả attribute là data title ha, sẽ div này data gạch title ha, tôi là blue đi, à nó chưa có chữ gì hết, mình sẽ cho nó là email. Đó thì là những thẻ div có attribute là data title chưa cần quan tâm nội dung ha. Đó, color blue. Thì những cái gặp những cái phức tạp hơn, giả sử sau này các bạn là HTML sửa code của một ai đó có những cái attribute phức tạp, hay là một cái cursor, một cái selector khó, thì các bạn có thể hiểu được những cái đó thì có thể làm được và tùy chỉnh rất là dễ dàng ha. Rồi nhân tiện thì mình làm hướng dẫn về selector và combinator, thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách làm sao để code nhanh trong HTML. Ví dụ chúng ta cũng áp dụng selector luôn ha. Giả sử các bạn thấy á, mình code class đúng không, là bắt đầu bằng dấu chấm thì là tên component ha, mình sẽ đặt là header chẳng hạn, thì khi các bạn bấm tab nó sẽ ra class header, ok chưa? Rồi các bạn muốn bên trong nó các bạn có hai div là logo và menu đi ha, thì các bạn dùng dấu chủ tên này, có nghĩa là con của nó sẽ có hai cái là logo và menu đúng không, thì mình sẽ đặt là header gạch logo ha. Và dấu cộng ở đây có nghĩa là khi mình cũng có giải thích trong CSS rồi đó, thì HTML cũng vậy, thì trong MS ấy, nó hỗ trợ là dấu cộng á,
là cung cấp, có nghĩa là header gạch menu ha. Nhưng mà menu mình sử dụng thẻ UL chấm. Header logo mình sử dụng thẻ A, mình sử dụng A chấm chẳng hạn. Thì bấm tab nó sẽ ra class header, bật bên trong đó là hai thẻ. A có class là header logo và UL có header là menu. Đó, thấy chưa? Nhưng mà nếu các bạn giỏi hơn nữa, các bạn làm nhanh, các bạn có kinh nghiệm, giả sử bên trong header menu đây, bên trong header logo lại có thẻ image đi ha. Thì lúc này các bạn hãy bật cái này lại. Tại vì hai này cùng cấp. Và bên trong cái này nó sẽ có nhiều thẻ LI đúng không? LI chấm header menu item 5 cái đi. Và bên trong nó có chữ bắt đầu số 1. Các bạn cùng group nó lại luôn. Các bạn là nhớ viết liền nha, không được viết thưa ra nha. Đó. Chỗ này thì không được, để mình thử. Ồ, không được luôn. Đây, thử cái. À, sorry, chỗ này không có khoảng trắng. Mình mới nói các bạn xong mà mình lại bị sorry các bạn. Nhanh năm. Đó. Đó, được kết quả như mong đợi rồi ha. Đó, thì nó sẽ ra thẻ A, header logo bên trong có một thẻ image. Bên này UL, header menu, lấy item item. Đó. Thì các bạn nhớ là không có khoảng trắng ha. Mình bị lỗi khi nào em ở đây có khoảng trắng nên là nó sẽ không hiểu. Đó, giả sử các bạn là thấy à, bên trong này nó lại có cái gì đó nữa thì các bạn có thể cốt thêm ha. Đó. Đó, kết quả như mong đợi ha, rất là nhanh. Rồi. Còn về CSS thì làm sao cốt cho nhanh ha? Giả sử các bạn cốt chấm header đi. Giả sử các bạn muốn thuộc tính color thì các bạn có chữ C, tab nó ra color ha. Background color BGC này. Đó. Giả sử các bạn muốn font size là 20 pixel thì FZ các bạn bỏ FZ 20 pixel, bấm tab cái là xong. À, hay là mặt kính bottom 50 pixel các bạn chỉ cần gõ MB 50. Đó sẽ ra. Bấm tab cái là ra. MT 50. Đó, ML 50. Những việc như vậy thì gõ rất là nhanh ha. Các bạn có thể gõ trên Google là các bạn có thể gõ trên Google là MS Cheat Sheet. Nó sẽ ra cái document của MS này. Đó, nó phải rất là nhiều hướng dẫn đó. NaUL thì bấm nó sẽ ra cái này. Zipline là div cộng b cộng bq, nó sẽ ra cái này. Block code rất là nhiều. Thì mình cũng làm lâu rồi mình cũng không nhớ hết được nó, cũng bởi vì nó quá nhiều đi ha. Thì mình chỉ nhớ những cái cần thiết và dùng đi dùng lại rất là nhiều thôi. Các bạn có thể vào đây ha, doc.ms.io.cheatsheet. Thì học hết những cái này là thánh rồi, các bạn sẽ code rất là nhanh. Và nếu các bạn kết hợp thêm những cái reprocessor trong CS như là SAS nữa thì các bạn sẽ code cực kỳ nhanh nữa. Thì việc tạo ra những layout thì không còn gì khó nữa ha. Rồi. À, trước khi kết thúc thì mình sẽ nói thêm một cái nữa là cái pseudo là node ha. Giả sử các bạn có đây, mình để cái này nó đi. Ấn này đi ha. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Giả sử trong header menu này. Rồi. Giả sử mình muốn chọn tất cả chữ đều là màu đỏ, nhưng mà không phải cái đầu tiên. Thì các bạn có thể code là dùng node ha, node này là không phải. Truyền vào cái không phải cái đầu tiên đúng không? Thì là khi này mình đã nói ra ha, first try ha. Bởi vì trong cái UL này nó đều là thẻ lấy hết và đều là chai hết ha, thì mình muốn là không phải cái đầu tiên đều có chữ màu đỏ. Mình cho chữ nó to lên một tí ha. Đó, thì toàn bộ đều là chữ màu đỏ và không phải cái đầu tiên, thì cái chữ màu tiên nó sẽ là màu đen theo mặc định ha. Thì các bạn không muốn cái cuối cùng thì các bạn là last try. Đó, không phải cái số không phải là cái rồi khác, không phải cái thứ hai thì không phải cái số 2. Tương tự ha, các bạn cứ áp dụng những cái selector mà khi nào mình đã nói đó, áp dụng vô tương tự thì chúng ta sẽ làm được kết quả như mong đợi thôi. Ok, như vậy là xong.